Chào các bạn quay trở lại với channel của Đại Lý Phụ Kiện. Chiếc sạc cho Sony với thông số điện áp DC 4,2V 1.5A, có modem ACLS5, hàng chính hãng bảo hành 1 năm, đang được cung cấp tại Đại Lý Phụ Kiện số 72 Nguyễn Hồng Lại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Trên hình các bạn có thể thấy rất chi tiết chiếc sạc theo máy, cam kết 100% chính hãng để ổn định cho những chiếc máy quay của Sony. Với chuẩn điện áp đầu vào từ 100 đến 240V, công suất 11W, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng cho bất kỳ các môi trường cắm điện ở bất kỳ một quốc gia nào hiện nay. An toàn tuyệt đối cho máy cũng như là bảo vệ pin khỏi chai hư hỏng, như hạn chế cháy nổ trong quá trình sạc cũng như là sử dụng. Các bạn nên sử dụng chiếc sạc adapter chính hãng tại Đại Lý Phụ Kiện số 72 Nguyễn Hồng Lại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bạn gọi chúng tôi số hotline 0944 730 44 và đó sẽ có nhân viên tư vấn cũng như hỗ trợ các bạn cách tốt nhất để thông số sạc. Các bạn có thể đặt hàng online qua website www.đạilyphukien.com.vn. Rất nhiều các sản phẩm adapter sạc nguồn cho các dòng thiết bị điện tử hiện nay đều được Đại Lý Phụ Kiện cam kết 100% sản phẩm chính hãng, an toàn tuyệt đối. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.